vị khán giả đang đến với phần tử vi cuối tuần. Cung đầu tiên là cung Bảo Bình cho quý vị sinh từ ngày 20 tháng 1 cho đến ngày 18 tháng 2. Bảo Bình trở nên chín chắn hơn hẳn trước đây. Dù có phải chịu sự khiêu khích của người khác thì Bảo Bình sẽ không có những phản ứng bùng nổ khiến cho người khác có ấn tượng xấu về mình. Nhờ việc quan sát mọi việc một cách đa chiều, bạn có thể tìm ra nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết công việc. Bạn tỏ ra khá cẩn trọng trong các mối làm ăn bởi bạn không muốn đồng tiền mình vất vả kiếm được lại một đi không trở lại. Có lẽ ngày thứ bảy này sẽ không đưa ra được những quyết định đầu tư. Kế tiếp là những ai sinh vào cung Song Ngư, tức là ngày 19 tháng 2 cho đến ngày 20 tháng 3. Song Ngư là người đa sầu đa cảm trong ngày hôm nay. Song Ngư giữ một cảm xúc trong lòng chứ không muốn chia sẻ cùng ai, bởi Song Ngư cũng cảm thấy khó có thể diễn tả suy nghĩ ra bằng lời. Về mặt tình cảm thì nếu như chồng sau này còn cảm thấy có điều gì không hài lòng với người ấy thì nên bày tỏ suy nghĩ một cách thật rõ ràng. Nếu như Song Ngư không muốn có thể hiện cải thiện tình cảm, tình hình tài chính thì có thể thử bước chân vào lĩnh vực đầu tư. Song thì cung hoàng đạo này không nên dốc quá nhiều tiền vào một công việc mình chưa nắm rõ nhé. Tiếp theo là cung Bạch Dương cho quý vị sinh từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 19 tháng 4. Bạch Dương chỉ muốn buông bỏ hết mọi công việc trong tay mình. Cũng may đã là cuối tuần, Bạch Dương có thể để bản thân được nghỉ ngơi 1-2 ngày. Có thể thời gian vừa qua, Bạch Dương đã phải chịu đựng quá nhiều áp lực. Nếu mọi chuyện đã qua thì tốt nhất là không nên suy nghĩ nhiều về điều đó nữa. Về tình hình tài chính thì không có nhiều biến động trong ngày cuối tuần. Có lẽ thói quen tiết kiệm đã khiến cho Bạch Dương trở nên rủng rỉnh hơn trước nhiều. Và cung Kim Ngưu sinh vào ngày 20 tháng 4 cho đến ngày 20 tháng 5 như thế nào? Kim Ngưu không muốn mình chỉ là cái bóng trong tập thể như trước đây nữa. Trong ngày này thì chồng sao này muốn mọi người phải ngạc nhiên vì những gì mình đã làm được. Chỉ cần mạnh dạn hơn một chút là Kim Ngưu đã có thể thể hiện được điểm mạnh của mình cho mọi người cùng biết rồi đấy. Hãy tự tin hơn vào năng lực của mình nhé. Kim Ngưu chi tiêu một cách khá thận trọng và chẳng bao giờ muốn dành tiền cho những món đồ không cần thiết. Nhờ vậy chồng sao này chẳng bao giờ rơi vào cảnh thiếu tiền tiêu. Tiếp theo là cung Song Tử cho quý vị sinh từ ngày 21 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6. Song Tử trở nên vui tươi và nhanh nhạy hơn hẳn thường ngày. Bạn có thể đưa ra những ý tưởng mới mẻ giúp cho tập thể vượt qua giai đoạn khó khăn. Dù làm ở lĩnh vực nào đi chăng nữa thì quan điểm sắc bén và phản xạ nhanh nhạy của bạn cũng là điều khiến cho nhiều người ao ước. Đây cũng là nền tảng giúp cho bạn thăng tiến nhanh chóng. Về mặt tài chính, bạn không cần phải chi tiêu tốn kém trong ngày này. Nhờ vậy mà nguồn tài chính của bạn vẫn còn khá dồi dào. Bạn có thể chuẩn bị mua sắm một món đồ có giá trị lớn. Và cung Cự Giải sinh từ ngày 22 tháng 6 cho đến ngày 22 tháng 7 như ra sao? Cự Giải không cần phải chi tiêu tốn kém gì trong ngày hôm nay. Nhờ vậy mà nguồn tài chính của Cự Giải vẫn còn khá dồi dào. Cung hoàng đạo này có thể chuẩn bị mua sắm một món đồ có giá trị lớn. Và chồng sau này hãy chú ý hơn trong cách cư xử với mọi người xung quanh, đặc biệt là không để tình cảm xen vào công việc chung. Về phương diện tài chính thì Cự Giải có thể thăm dò một vài mối đầu tư trong ngày Chủ nhật. Có thể túi tiền của Cự Giải vẫn chưa rủng rỉnh ngay lúc này, nhưng tương lai thì rất đáng mong chờ đấy. Tiếp theo là cung Sư Tử cho quý vị sinh từ ngày 23 tháng 7 đến ngày 22 tháng 8. Sư Tử cảm thấy rất yêu đời trong ngày này. Thậm chí dù đang được nghỉ đi nữa thì bạn cũng sẵn sàng bắt tay vào mọi việc được phân công mà chẳng hề kêu ca một tiếng nào. Nếu bạn muốn được bạn bè, đồng nghiệp xung quanh ngưỡng mộ thì bạn cần phải cố gắng làm mọi việc tốt nhất có thể. Về mặt tài chính, việc bạn chi tiêu tốn kém để khẳng định cái tôi của mình là hoàn toàn không cần thiết. Bạn nên khiến cho mọi người cảm nhận được sự thú vị trong con người mình hơn là cái vỏ bề ngoài. Và cung Sử Nữ sinh vào ngày 23 tháng 8 cho đến ngày 22 tháng 9 xin lưu ý. Sự nữ vẫn cảm thấy mình là người cô độc vì không có ai thực sự thấu hiểu. Thậm chí là sự nữ chẳng hề tìm cách chia sẻ nỗi lòng của mình với bất kỳ người nào. Vẫn cảm thấy mình là người cô độc vì không có ai thực sự thấu hiểu.
thậm chí là còn chẳng hề tìm cách chia sẻ nỗi lòng của mình với Bích. Về phương diện tài chính, nhờ có số tiền lời lãi từ những khoản đầu tư trước đó mà sử nữ trở nên khá rủng rỉnh. Có thể sử nữ sẽ chẳng phải lo lắng gì dù đã đến giữa tháng rồi. Và tiếp theo là cung Thiên Bình cho quý vị xem từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 23 tháng 10. Thiên Bình có vẻ khá là khó tính. Đừng khiến bầu không khí xung quanh trở nên căng thẳng chỉ vì những cảm xúc bộc phát của mình. Khi gặp phải chuyện không như ý muốn, bạn cần hết sức bình tĩnh thì mới có thể tìm ra cách giải quyết vấn đề. Còn thái độ cáu kỉnh chỉ khiến cho mọi chuyện thêm bế tắc mà thôi. Bạn nên cẩn thận khi đưa ra quyết định đầu tư bởi có thể kẻ xấu đang lợi dụng sự cả tin của bạn đấy. Và cung Hổ Cáp sinh vào ngày 24 tháng 10 cho đến ngày 21 tháng 11. Hổ Cáp ơi, Hổ Cáp lại biến thành một người mâu thuẫn. Lý trí và tình cảm thường cất lên những tiếng nói trái ngược nhau, khiến cho Hổ Cáp băn khoăn không biết lựa chọn của mình có chính xác hay không. Khi khó đưa ra quyết định cho một việc gì đó, thì Hổ Cáp hoàn toàn có thể hỏi ý kiến của những người giàu kinh nghiệm hơn mình. Nhờ vào vận may của mình mà Hổ Cáp có thể trở nên khá sung túc trong ngày này. Tuy nhiên, Hổ Cáp đừng nên trông chờ suốt vào những điều may mắn nhé. Tiếp theo, quý vị sinh từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12 thuộc cung Nhân Mã. Nhân Mã gặp nhiều may mắn vì bạn có thể nhanh chóng cảm nhận và nắm bắt được cơ hội. Trong thời điểm này, bạn có thể phát triển một cách cực kỳ nhanh chóng. Về phương diện tình yêu, có lẽ bạn sẽ nhận được lời bày tỏ của một ai đó trong ngày này và điều đó có thể khiến bạn cảm thấy khá bất ngờ. Nếu được, hãy thử cho đôi bên một cơ hội tìm hiểu nhau. Vì bạn đã tiêu xài quá xả láng trong thời gian vừa qua nên tình hình tài chính có dấu hiệu không khả quan cho lắm. Có lẽ bạn cần nhắc nhở mình phải tiết kiệm hơn. Và cung Market sinh vào ngày 22 tháng 12 cho đến ngày 19 tháng 1. Market hy vọng mình có thể đạt được những thành công lớn lao hơn trong thời điểm này. Chính vì vậy mà hãy đặt ra những kế hoạch phấn đấu vô cùng rõ ràng và hâm hở bắt tay vào thực hiện. Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức trong sách vở hoặc là trong các công việc thực tế, thì Market còn có thể học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè xung quanh. Vì thế, hãy chú ý quan sát mọi người hơn nhé. Tình hình tài chính nhờ kế hoạch chi tiêu chặt chẽ, thì Market đã ít khi rơi vào cảnh thiếu tiền tiêu, thậm chí là còn dành được tiền để đầu tư nữa đó nhé. Và bản tin vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp ngày Chủ nhật cuối tuần của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã luôn đồng hành bảo trợ cho đài. Xin kính chúc cho quý vị một cuối tuần thật an lạc, thư thả và được dày nhiều hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị và chương trình tin tức vào ngày mai. Xin trân trọng kính chào.